Hi, Quang đã xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh kiến trúc của mình. Thì trên màn hình của mình đang hiển thị một cái mẫu nhà cấp 4 gác lửng. Mẫu nhà này là mẫu ở trên mạng Internet cũng như trên các cái trang mạng xã hội cũng đã xuất hiện cái ảnh này rồi. Thì cách đây một tháng, một anh ở Quảng Trị có gửi cho mình qua tin nhắn Messenger thì gửi cho mình là nhờ mình tư vấn và dự toán tham khảo. Thì mình cũng đã nhận lời và tư vấn cho ảnh một cái ngôi nhà, vì hiện tại cũng đã tư vấn xong. Thì mình nhận ra thì cái mẫu nhà này rất là nhiều người quan tâm, cho nên mình show luôn cho tất cả mọi người xem để giúp ích được cho tất cả các bạn, những ai đang có nhu cầu làm nhà cấp 4 gác lửng như thế này. Thì với cái nhu cầu của anh chủ nhà dựa theo cái không gian mẫu như thế này, đã cũng cố gắng tư vấn cho anh chủ nhà nhiều cái không gian mà anh ấy thắc mắc, và cũng có dự toán cho anh một cái chi phí đầu tư cụ thể nó như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái kiến trúc trước. Cái chia sẻ các bạn cái không gian, kích thước, chiều cao, chiều rộng và cái chi tiết của bên trong nó như thế nào, thì mời các bạn. Và đây là cái không gian 3D mà mình minh họa để cho các bạn xem, hình dung được cái không gian bên trong nó cụ thể nó như thế nào, kích thước nó bao nhiêu, chiều rộng, chiều ngang, chiều sâu, chiều cao nó bao nhiêu, để cho các bạn hình dung ra. Chứ nếu mà nhìn theo cái ảnh thì các bạn sẽ không có biết được nó kích thước như thế nào. Thì cái này gác lửng của mình đang vẽ là cao hơn so với mặt nền là 3 mét. Cầu thang là rộng, chiều rộng của nó là 90 phân. Nó tổng là 17 bậc. Thì đây là cái không gian mà mình đã dựng lên để cho các bạn hình dung ra. Đây là một cái mặt mà mình cắt ngang cái nhà từ trên xuống, hình chiếu từ trên xuống để cho các bạn dễ nhìn được, tổng quan được cái không gian bên trong. Đó, mình có chừa cái phần sân trước là 6 mét rưỡi để cho rộng rãi, 6 mét rưỡi. Cái hiên là 1 mét 2, cái sân là 5 mét 3, tổng hết là 6 mét rưỡi. Đấy, 6 mét rưỡi. Phía sau cái cửa là một phòng khách. Phòng khách này mình chừa hiện tại lọt lòng của nó là 4,2 m. Phòng bếp là 4 m. Phòng ngủ đầu tiên tầng 1 là 3,5 m. Và tiếp là phòng vệ sinh, khu vệ sinh, máy giặt, có thể là để máy giặt. Một cái phòng toilet. Với cái chiều ngang 5 mét thì mình có bố trí cái cầu thang chiều rộng là 90 phân, 90 cm, để đủ rộng để sử dụng được rồi, chứ không có quá lớn. Thì mong các bạn nhìn được, nhìn sẽ dễ hiểu. Mình vẽ thì cũng tạm để cho khách hàng mình hay tư vấn, để cho quý khách hàng có thể là nhìn rõ như thế này. Mình dừng lại một chút để các bạn xem lại một chút nữa rồi mình sẽ. Sorry nha các bạn, lúc này nó bị lệch một chút. Đó, cái sofa có thể đẹp như thế.
Vì cái nhà này lúc nãy mình có nói là mình bị cái hạn chế là hai bên hông không có chiều cửa sổ lấy sáng được, tại vì nó tiếp giáp với hai bên nhà của người khác. Sau này một bên thì người ta chưa có làm nhà, nhưng mà sau này người ta làm nhà thì sẽ ảnh hưởng tới mình, nên thôi tốt nhất là mình nên biết luôn, không cần thiết phải chiều cửa sổ. Thì mình sử dụng ánh sáng của mặt tiền và phía sau, mình lấy sáng phía mặt tiền. Và các cái phòng ngủ của mình không chừa được cửa sổ hông, cho nên mình chừa trong cái đường luồng trong nhà mình. Nhiều người bảo nhìn được cái đường luồng này sẽ đi ngang mình vào trong, thì đối với cái này thì không có ngại ngùng gì vấn đề gì cả, tại vì nếu mình chừa cửa sổ phía bên ngoài thì người ta đi ngang, người ngoài người ta nhìn thì nó sẽ nguy hiểm hơn là người trong nhà. Người trong nhà thì không sao, nhưng tất nhiên mình cũng sẽ có một những cái biện pháp để mình ngăn ngăn lại không cho nhìn vào trong. Ví dụ như là mình dán lớp kính mờ, mình dán lớp gương mờ đi, nó sẽ không thấy. Cái này mình vẽ thì mình vẽ theo trong thiết kế, thì mình không gian mình hình dung cho mọi người xem thôi, nhưng mà khi thực tế ra thì mình sẽ có những cái có thể nó biến đổi theo thực tế. Ví dụ như cái cửa kính là mình dán gương mờ lại, chứ không thể là mình để trong như thế này nhé. Các cái cửa có thể là các bạn có thể treo rèm trang trí, các cái đồ decor các bạn có thể trang trí thêm. Mình chỉ hình dung ra cái không gian để cho mọi người xem cho nó rõ hơn thôi. Và đây là cái minh họa 3D của Tần Lĩnh, nó như thế nào mời các bạn xem kỹ nhé. Đó, thì lên cầu thang thì cái không gian đầu tiên đó chính là cái phòng thờ mà lúc nãy các bạn đã thấy. Phía sau là hai cái phòng ngủ của hai đứa con, một đứa con gái và một đứa con trai. Trên này mình có để một cái bố trí một cái toilet, dùng cho hai phòng ngủ này, có thể tránh cái trường hợp mà buổi đêm đi ngủ để đi xuống dưới toilet thì sử dụng luôn cái phòng ngủ ở phòng toilet này. Thì các cái phòng ngủ thì nó cũng tương tự với nhau, diện tích thì nó cũng 3 mét đến 3,5 mét. Thì đủ đặt một cái giường, một cái tủ với một cái bàn học, bàn làm việc. Thì một cái nhà cấp 4 lấp lửng thì được các cái phòng ngủ như thế này thì mình thấy cũng rất là hợp lý. Không gian của phòng thờ thì chủ nhà có thể đặt một cái bàn thờ bất kỳ. Đây là cái phòng khách đây các bạn. Đó thì cái hạn chế của mình lúc nãy mình cũng nói là lấy sáng ở hai bên không được, thì mình sẽ lấy sáng phía trước, phía mặt tiền mình lấy sáng. Các cái phòng ngủ mình đều bố trí cái cửa sổ hông. Tầng 1 cũng có cửa sổ hông ngay hành lang, và tầng lửng cũng có một cái cửa sổ bên hành lang. Và phía sau, phòng ngủ phía sau thì mình sử dụng cái cửa sổ phía ngoài này, tại vì phía ngoài này nó có cái đường kỹ thuật thành phố là 2 mét. Đó là cái không gian của cái tầng lửng. Các bạn nhìn lại một lần nữa nha. Mình tắt cái này đi để cho các bạn thấy rõ cho nó dễ chịu hơn. Mình vẽ thì mình nhìn nó quen rồi, mình để đây cho các bạn dễ thấy. Thì đó là cái mặt tiền. Các bạn tham khảo nha. Cái mái của nó là hiện tại là mình sử dụng là tôn đóng la phong, đóng trần thạch cao.
Vậy thì cái máy mình lập tôn. Ok, thì đó là cái ngôi nhà cấp 4 mà hiện nay đang rất là nhiều người quan tâm trên trang tìm kiếm, trên các cái mạng xã hội. Mình thấy các bạn quan tâm rất là nhiều, và cũng có một số người vô tình cũng hỏi mình cái mẫu như thế. Thì ok, hôm nay mình chia sẻ thật lòng. Bạn nào tham khảo có nhu cầu thì cứ tham khảo. Mình hy vọng rằng cái video này sẽ giúp được rất là nhiều người hình dung ra được cái ngôi nhà cấp 4 gác lửng, 3 phòng ngủ nó như thế nào. Cấp 4 gác lửng với diện tích 5x20 nó như thế nào. Thì đó, thì có thể mình chia sẻ cho các bạn. Mong rằng các bạn ủng hộ mình bằng cách đăng ký, like hoặc share cho mọi nhiều người xem, để tạo cái động lực cho mình có những cái kiến thức hữu ích, có những kiến thức mà mình biết được chia sẻ cho các bạn nắm. Thì đó là cái kiến trúc. Còn bây giờ là cái chi phí xây dựng, nó cụ thể chi tiết như thế nào, theo dự toán như thế nào, thì mình sẽ xin phép chia sẻ trong cái video tiếp theo. Các bạn quan tâm thì chờ mình ra cái video tiếp để các bạn tìm hiểu về cái chi phí xây dựng tổng cái ngôi nhà này là bao nhiêu tiền. Các bạn cố gắng chờ và xem nhé. Thì cuối cùng mình kính chúc các bạn có một ngôi nhà thật đẹp, ngôi nhà mơ ước thật là tuyệt vời. Chúc các bạn an lành và hạnh phúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã xem cái phim của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại nha.